cuộc chiến chống giặc nội xâm đang thực sự có hiệu quả. Cuộc đấu tranh hay cuộc chiến đấu chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay là cuộc chiến đấu sống còn của toàn đảng, toàn dân đối với giặc nội xâm để củng cố niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Chính vì vậy, cuộc chiến giặc nội xâm đang thực hiện từng bước chắc chắn, rất quyết liệt và không khoan nhượng. Từ nhiệm kỳ Đại hội Đảng 11 đến nay, các vụ án kinh tế lớn, những sai phạm nghiêm trọng liên quan đến những vị lãnh đạo to và các dây lợi ích mà theo suy nghĩ trước đây thì dường như khó động tới, nay đã được đưa ra xét xử nghiêm minh với các mức án nghiêm khắc. Trong đó, Dương Chí Dũng, từng giữ chức vụ Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, từng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, bị tuyên án tử hình vì tội tham ô, bị yêu cầu bồi thường 110 tỷ đồng. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng tới nay, cuộc chiến chống tham nhũng tiêu cực càng thể hiện rõ tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã thể hiện rõ tinh thần này. Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào mà vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại và củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân. Từ cựu Ủy viên Bộ Chính trị như ông Đinh La Thăng, đến hai cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, rồi hai cựu Thứ trưởng Bộ Công an là Trần Việt Tân, Bùi Văn Thành đều bị xử lý nghiêm khắc vì tham nhũng, vi phạm pháp luật, không có vị trí an toàn, khu vực an toàn và cũng không có khái niệm hạ cánh an toàn. Hàng loạt cán bộ đã nghỉ hưu mà bị phát hiện có sai phạm trong thời gian đương chức vẫn bị đưa ra kỷ luật. Mới nhất là nguyên Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo. Nguyên Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường bị kỷ luật cách chức Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải về các sai phạm khi còn đương chức. Thậm chí, đảng viên vi phạm đặc biệt nghiêm trọng thì dù đã qua đời vẫn kiểm tra, kết luận và xử lý kỷ luật. Điều này đã được nêu rõ trong văn bản số 04/HD/UBKT/TVK hướng dẫn thực hiện một số điều trong quy định số 102/QĐ/TVK của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Như thế là quy định của đảng liên quan đến xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm đã nghiêm khắc hơn, mang tính răn đe cao hơn so với các quy định của pháp luật áp dụng cho các công dân. Điều này là hoàn toàn sáng suốt, thể hiện rõ tính tiên phong, tính gương mẫu của đảng trong mọi vấn đề, trong đó có cả việc xử lý sai phạm. Hiện nay, tổ chức đảng và các địa phương cũng đã chủ động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống. Điều này cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng đã lan tỏa, trên đã quyết tâm thì dưới dứt khoát phải chuyển động. Trong 6 tháng đầu năm 2019, các địa phương đã khởi tố 176 vụ án, trên 425 bị can về các tội tham nhũng chức vụ, tăng 13,5% về vụ và 32,8% về số bị can so với cùng kỳ năm 2018. Theo báo cáo tại phiên họp thứ 16, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, từ đầu năm 2019 đến nay, cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 123 tổ chức đảng và 7.923 đảng viên, trong đó có 256 đảng viên bị kỷ luật do có hành vi tham nhũng, cố ý làm trái. Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật đối với một tổ chức đảng, 13 đảng viên thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, cả đương chức và đã nghỉ hưu. Thời gian qua, việc kê biên, thu giữ tài sản trong một số vụ án tham nhũng, kinh tế lớn đạt kết quả khá cao. Cụ thể, vụ Giang Kim Đạt thu hồi hơn 300 tỷ đồng, vụ Hứa Thị Phấn hơn 10.000 tỷ đồng, vụ Ngân hàng Đông Á hơn 2.000 tỷ đồng, vụ Phạm Công Danh giai đoạn 1 hơn 6.000 tỷ đồng, vụ IVG hơn 8.500 tỷ đồng. Theo báo cáo tại phiên họp thứ 16, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng hiện nay, việc tạm giữ, kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, ngăn chặn giao dịch, chuyển nhượng tài khoản liên quan đến các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo có giá trị tài sản hơn 10.000 tỷ đồng. Trong các cuộc tiếp xúc cử tri, ý kiến chung của cử tri và nhân dân đều tin tưởng rằng với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự hoàn thiện các quy định của Đảng, của pháp luật và kiên quyết xử lý sai phạm thì tham nhũng dứt khoát sẽ bị đẩy lùi.